Vâng, em chào các bác nhé. Đây, tiếp tục mục thanh lý thì ở đây em có một cái vỏ của súp bốt này. Các bác về, các bác một là có thể chế súp điện. Đấy, bác nào có súp điện bị hỏng vỏ có thể mang nắp sang. Hai là các bác chế súp hơi nhá, chế súp hơi, súp điện tùy các bác. Này, con súp này thì là có chiều ngang đôi này. Đấy, con vỏ súp này thì có chiều ngang ở đôi này. Đấy, khoảng 36-37 cm chiều ngang này. Đấy, chiều sâu ở đôi này 4, khoảng 43 cm chiều sâu, là và chiều cao ở đôi này 4 này. Đấy, khoảng 43 cm chiều sâu, chiều cao nhá. Đây, phía sau đây thì các bác nhìn là có thông hơi này. Đấy, và ở đây là có một cái khoang này. Đấy, cái khoang này thì chắc là để khoang để nắp cái công suất này này. Bác nào không nắp công suất thì có thể để cái này là cái chỗ để đấu dây nhá. Đấy, thì mình đấu đấu dây ra súp này nhá. Đầu đấu dây ra súp hơi ấy. Và đấy, chế cái kẹp loa vào đây, khoét này, lỗ xong rồi bắt kẹp loa vào đây, xong rồi chế đinh súp điện à, thành súp hơi nhá. Đấy, cái lỗ này của nó thì nó có đây, nó có chiều ngang khoảng 20 này, hay cao khoảng 22 này. Đấy, và cái lỗ này nó sâu, nó khoét sâu vào trong có độ khoảng tầm 12-13 cm này. Hai vỏ nhìn chung là em thấy còn rất là đẹp luôn. Đấy, mái trong đầy đủ mút xốp này. Đấy, và cái này là viền, cái này là đôi này. Nó sẽ là bát 30 các bác ạ. Này, các bác nhìn đôi này. Đây, chỗ này nữa. Khoảng 30 cm nhé. Đấy. Đấy nhá, thì cái này là súp bốt này thì là súp vỏ súp bốt bát thường là sẽ là súp thì nó bát 30 là tối thiểu rồi. Đấy. Cái này nhá thì thường sẽ có một là bát 25, hai là bát 30. Bát 40 hiện đây, cái này thì một găng tay của em này. Đấy, thêm với cả một khoảng không bên này nên là khoảng bát 30 nhá. Ở trong này em không có thước đo chính xác nên em cũng chỉ ngắm bằng tay thôi, nhưng mà chắc cái khả năng là sẽ chính xác là bát 30 đấy nhá. Bát 30 đấy. Thì con vỏ súp này đây, nó là súp gầm nhá. Đấy, và hình thức như hình vẫn còn rất là đẹp. Tất nhiên đây là vỏ 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 hàng bãi hàng cũ thì nó vẫn sẽ có xước sát tí nhé, không tránh được. Đấy, về các bác độ chế như nào, các bác độ chế nhé. Endocobot còn đây. Đấy, màu đen bóng Biodo luôn. Đấy nhá, thì cái vỏ này em bán là đi 590.000. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 hoặc là 097 989 165 đặt hàng nhé. Đấy, 0966 594 581 hoặc 0979 982 590.000 cái vỏ bát này, cái vỏ súp này nhá. Ok nhá. Đấy, cái vỏ súp bây giờ các bác đi đóng mới giờ cũng phải tầm triệu, hơn triệu rồi nhá. Vâng, em xin chào các bác mà.